Và theo dự báo của chúng tôi thì tình trạng rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ cũng như khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Tĩnh sẽ duy trì trong vài ngày nữa. Sau ngày 28 thì tình trạng nhiệt độ nó mới cải thiện. Ghi nhận lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 1 năm 2024, miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong rét hại, khu vực đỉnh Mẫu Sơn tại Lạng Sơn tiếp tục có nền nhiệt dưới 0 độ, thủ đô Hà Nội dưới 10 độ. Trước đó, ngày 23 tháng 1, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng là trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ ngày 22 tháng 1, tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xảy ra đợt rét hại trên diện rộng. Tình trạng rét hại diện rộng khu vực Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ duy trì trong vài ngày nữa. Cụ thể khu vực phía Bắc Bộ sẽ tình trạng rét hại, tức là cái nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 13 độ sẽ còn duy trì đến ngày 26 tháng 1. Còn ở khu vực Trung Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thì cái nhiệt độ và cái rét đậm rét hại sẽ duy trì đến ngày 25. Và sau đó thì cái khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 28 thì các tỉnh Bắc Bộ cũng như khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra cái tình trạng rét đậm rét hại. Và sau ngày 28 thì tình trạng nhiệt độ nó mới cải thiện. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong đợt rét hại này, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất duy trì ở mức 7-10 độ. Vùng núi phía Bắc thì nhiệt độ còn xuống dưới 5 độ, vùng núi cao dưới 0 độ. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ từ tuyến thấp nhất là từ 9-11 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, trời cũng chuyển rét trong những ngày tới. Cái thứ hai chúng tôi xin lưu ý là với các trong cái ngày rét đậm rét hại thì tuyệt đối không được dùng cái than tổ ong để sưởi ấm, tại vì là nó sẽ làm cho có khả năng là gây ngạt chết người. Cần thường xuyên theo dõi cái nhiệt độ lúc 6 giờ sáng để quyết định cho con mình nghỉ học hay là đi học. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai về cái tác động của cái rét đậm rét hại, nó sẽ ảnh hưởng đến cả con người, đến cây trồng và vật nuôi. Với con người thì chúng ta cần cái giữ sức khỏe. Khu vực nuôi trồng như là chăn nuôi thì bà con nên che chắn chuồng trại và có cái phương án giữ ấm cho trâu bò như là gia súc và cũng như là cái cây trồng vật nuôi. Trưởng phòng dự báo thời tiết nhấn mạnh, các đài ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ quan trắc nhiệt độ lúc 6 giờ sáng để cập nhật trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và thông tin tới các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân nắm bắt.